Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tổng bí thư Tô Lâm chọn chuyển đổi mềm hay vẫn theo định hướng? Ngày 24 tháng 9, VOA Tiếng Việt đăng bài bình luận của tác giả Đinh Hoàng Thắng với tựa đề Ngã rẽ quyền lực của Tô Lâm sẽ theo hướng nào? Tác giả cho hay, một lần nữa giới quan sát và các nhà phân tích lại sôi kỹ lưỡng Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Hội nghị Trung ương 10 từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9 đã đưa ra nhiều quyết định then chốt cho tương lai của đảng và nhà nước, trong đó vai trò và định hướng quyền lực của ông Tô Lâm đang là một trong những điểm mấu chốt. Tác giả đề cập đến phát biểu bế mạc hội nghị của ông Tô Lâm nói rằng, Trung ương đã thống nhất xác định bốn nhóm vấn đề lớn để tiếp tục hoàn thiện văn kiện Đại hội 14. Ông Tô Lâm đã đảo ngược phương thức lãnh đạo xưa nay, đặt người dân lên vị trí hàng đầu, nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý, đảng cộng sản lãnh đạo. Và đây là hình bài bình luận trên VOA. Tác giả đặt vấn đề, nếu người dân có điều kiện để kiểm chứng được sự đảo ngược trật tự này trên thực tế, thì rõ ràng ông Tô Lâm đã có bước chuyển nhất định trong phương thức lãnh đạo. Đảng sẽ không bao biện làm thay chính quyền và người dân sẽ đứng ở vị trí trung tâm. Tác giả cũng đề cập đến chuyến công tác tay bán cầu của ông Tô Lâm từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 9, tạo kỳ vọng về các bước chuyển đổi mềm trong đối ngoại của Việt Nam. Bên cạnh đó, tác giả nhận xét, nếu trước đây lãnh đạo đảng thường nhấn mạnh quyền kiểm soát và quản lý xã hội thì nay chuyển đổi mềm có mở ra được một hướng đi mới. Lúc này, những năng lượng tích cực và sự đồng thuận giữa người dân, chính quyền và các nhà lãnh đạo có thể dẫn đến một quá trình tiến hóa ôn hòa nhưng sâu rộng và bền vững. Tác giả cho biết, mới đây, các nhà lãnh đạo của Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hoa Kỳ nói rằng sẽ công bố kế hoạch cho các sáng kiến an ninh mới ở Ấn Độ Dương khi tổng thống sắp mãn nhiệm Joe Biden tiếp đón những người đồng cấp từ nhóm bộ tứ khoa đáp tại Mỹ do những lo ngại chung về Trung Quốc. Riêng Việt Nam cũng đang tính toán nâng cấp quan hệ cao nhất với Indonesia giữa biến thiên địa chính trị. Tác giả đặt vấn đề, ngã rẽ quyền lực của Tô Lâm sẽ đi về đâu, rõ ràng trong bối cảnh quốc tế ngày càng phức tạp và căng thẳng như hiện nay. Sự lựa chọn của ông Tô Lâm không chỉ ảnh hưởng đến tương lai của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà còn định hình vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Và đây là hình Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Tác giả nhận định, việc tham gia sâu hơn vào các cơ chế an ninh khu vực như các tiểu liên kết hay nâng cấp quan hệ đối tác với các nước láng giềng là những bước đi cần thiết để Việt Nam bảo vệ lợi ích quốc gia trước sự lấn lướt của Trung Quốc. Tuy nhiên, điều này đặt ra thách thức lớn đối với ông Tô Lâm và giới lãnh đạo Việt Nam vì liệu họ có thể thực hiện thành công chuyển đổi mềm mà vẫn duy trì được ổn định nội bộ và quyền lực của đảng hay không. Tác giả lưu ý, cần phải phòng xa cho một kịch bản không mong muốn khi chuyển đổi mềm có thể dẫn đến sự tự mãn trong cả giới lãnh đạo lẫn công chúng. Bằng cách đưa ra những cải cách nửa vời hoặc chỉ thay đổi ngôn từ, giới lãnh đạo có thể làm dịu đi những đòi hỏi ngày càng tăng về một nền quản trị dân chủ hơn mà không thực sự giải quyết vấn đề cấu trúc sâu xa. Tác giả cho rằng, điều này có thể tạo ra cảm giác về một tiến bộ giả tạo và có thể phản tác dụng nếu người dân nhận ra không có thay đổi thật sự và đi đến vỡ mộng. Tác giả đánh giá, ngoại giao mềm nhiều khi không đủ để đối phó với những chiến thuật hung hăng của một cường quốc như Trung Quốc. Việt Nam vì vậy có thể và cần phải tính toán trước các chiến lược quyết đoán hơn trong cả chính sách an ninh quốc tế lẫn kinh tế để bảo vệ lợi ích quốc gia. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Tổng bí thư Tô Lâm chọn chuyển đổi mềm hay vẫn theo định hướng. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tổng thống Biden sẽ hội đàm cùng ông Tô Lâm tại New York. Ngày 23 tháng 9, VOA Tiếng Việt cho hay Tòa Bạch Ốc nói Tổng thống Biden sẽ gặp Tổng bí thư Việt Nam Tô Lâm tại New York. VOA dẫn một thông báo của Tòa Bạch Ốc đưa ra ngày 22 tháng 9 cho hay Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ gặp Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm vào ngày 25 tháng 9 khi cả hai nhà lãnh đạo có mặt tại New York để tham dự cuộc họp thứ 79 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Đây sẽ là lần đầu tiên ông Tô Lâm gặp Tổng thống Biden kể từ khi ông trở thành Chủ tịch nước và sau đó là Tổng bí thư đảng của Việt Nam. VOA dẫn ý kiến của các nhà phân tích cho rằng Tổng thống Biden muốn làm sâu sắc hơn mối quan hệ với Việt Nam để kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc và Nga. Và đây là hình bài trên VOA. VOA cho biết, trong chuyến công du đầu tiên tới Mỹ, kể từ khi được bổ nhiệm chức tổng bí thư ngày 23 tháng 9, ông Tô Lâm đã tham dự sự kiện kỷ niệm một năm nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ lên đối tác chiến lược toàn diện và hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. VOA dẫn phát biểu của Thượng nghị sĩ Mỹ Dan Sullivan tại sự kiện này khẳng định rằng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Mỹ được lưỡng đảng Hoa Kỳ ủng hộ với tiềm năng phát triển to lớn và Quốc hội Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng. VOA trích báo tuổi trẻ cho hay, vào chiều ngày 22 tháng 9, ông Tô Lâm đã gặp gỡ và trao đổi với đảng Cộng sản Mỹ, tổ chức cánh tả và bạn bè Mỹ tại New York. Đồng chủ tịch đảng Cộng sản Mỹ Rosanna Campbell được báo tuổi trẻ trích lời nói tại buổi gặp rằng bà ấn tượng sâu sắc và được truyền cảm hứng về một nước Việt Nam hiện đại, thịnh vượng với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng thời khẳng định rằng mong muốn tăng cường quan hệ giữa hai đảng trong thời gian tới. VOA trích dẫn báo VN Express cho hay, cũng trong chiều ngày 22 tháng 9, ông Tô Lâm đã gặp phó chủ tịch tập đoàn Boeing Braden Nielsen tại New York. Ông kêu gọi tập đoàn Mỹ nghiên cứu, triển khai đầu tư nhà máy sản xuất linh kiện, trung tâm bảo dưỡng tại Việt Nam. Ông Lâm cũng đề nghị Boeing tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác Việt Nam để chuyển giao các đơn đặt hàng mua máy bay đã đăng ký thời gian qua. Và đây là hình ông Tô Lâm phát biểu tại Đại học Columbia sáng ngày 23 tháng 9. Theo VN Express, ông Nielsen khẳng định rằng hai bên quyết tâm trong năm 2028 hoàn thành hợp đồng đã ký kết trong chuyến thăm của Tổng thống Biden tới Việt Nam vào năm ngoái. Vị lãnh đạo của Boeing cũng cam kết trong thời gian tới sẽ hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái hàng không tại Việt Nam. Theo truyền thông nhà nước, ngày 23 tháng 9, ông Lâm đã phát biểu tại Đại học Columbia ở New York. VOA cũng cho biết, dân biểu Mỹ Michelle Steele đã gửi một bức thư phản đối việc trường đại học này mời người đứng đầu đảng Cộng sản Việt Nam tới phát biểu tại diễn đàn các nhà lãnh đạo thế giới. Trong thư, bà Steele cho rằng Đại học Columbia không nên tiếp nhận một trong những nhà lãnh đạo độc tài nổi tiếng nhất, trong khi thúc đẩy môi trường đại học tự do ngôn luận và biểu đạt. VOA dẫn lời ông John Stephen, giám đốc châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nói với một hãng tin quốc tế rằng, cộng đồng Columbia nên đặt câu hỏi về hồ sơ của ông Tô Lâm và hỏi ông tại sao hàng trăm người bất đồng chính kiến vẫn phải ngồi sau song sắt. VOA đã gửi yêu cầu bình luận tới Đại học Columbia VOA cho biết thêm, trước chuyến đi của ông Tô Lâm, chính quyền Việt Nam đã thả hai nhà hoạt động nổi tiếng là Trần Huỳnh Duy Thức và Hoàng Thị Minh Hồng được tự do trước thời hạn. Trong khi đó, khoảng 100 người thuộc cộng đồng người Việt ở hải ngoại đã biểu tình bên ngoài trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York ngày 22 tháng 9 khi ông Lâm phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh tương lai. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tổng thống Biden sẽ hội đàm cùng ông Tô Lâm tại New York. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.